Rất vui được gặp lại các bạn, mình là Duy Đức và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Mido, một thương hiệu tuy ít ồn ào nhưng luôn có sản phẩm tinh xảo cả về thiết kế bên ngoài lẫn bộ máy bên trong. Và nhân vật chính lần này của chúng ta là Mido Commander 2017. Mình sẽ mở hộp ngay cho các bạn. Và đây là chính là chiếc Commander của chúng ta. Mido Commander thì không hề lạ lẫm với những người say mê đồng hồ Việt Nam những thập niên cuối thế kỷ 20, vào thời điểm mà đất nước chúng ta còn rất là khó khăn và đồng hồ gần như là một thú chơi xa xỉ thì Commander đã rất nổi tiếng và là biểu tượng gắn liền với thương hiệu Mido. Ở vào thời điểm đó thì sở hữu một chiếc đồng hồ thuộc dòng này thực sự là cả một niềm mơ ước và sự tự hào đối với bất cứ ai. Chiếc Commander đầu tiên được Mido ra mắt năm 1959 và ngay lập tức trở thành một trong những mẫu bán chạy nhất của hãng này với thiết kế mạnh mẽ, nam tính, đặc trưng và đây cũng là dòng sản phẩm có thiết kế ít thay đổi nhất trong lịch sử của hãng Mido. Điểm nhấn đầu tiên các bạn có thể thấy trong bản Commander 2017 này đó là Mido đã quay trở lại với thiết kế dây mesh hay còn gọi là dây thép lưới thay cho dây mắc xích bracelet ở phiên bản trước. Loại dây này còn có tên là Milanese, gợi nhớ đến nguồn gốc ra đời của nó tại thành phố Milan, Italia. Milan thì là kinh đô thời trang của thế giới và ở đây sự sáng tạo gần như là vô tận. Kiểu dây Milanese được tạo ra để đem sự mềm mại, ôm tay của dây da kết hợp với tính bền bỉ và thoáng khí của dây kim loại. Mùa hè ở miền Địa Trung Hải thì rất là nóng và thiết kế dây này thực sự là lựa chọn tuyệt vời. Ở Việt Nam, một nước nhiệt đới với thời tiết nóng ẩm thì điều này lại càng trở thành một lợi thế lớn. Nhưng không chỉ có như vậy các bạn ạ. Dây lưới thực chất có hai loại. Loại thứ nhất phổ biến trên những mẫu đồng hồ thời trang với những mắt lưới nhỏ, dây rất mềm và nữ tính như trên các mẫu của Skagen hay là Daniel Wellington chẳng hạn. Nhưng loại được sử dụng trên Mido hoàn toàn khác. Điều chúng ta cảm nhận được ở đây là sự mạnh mẽ, khỏe khoắn y như cái tên Commander của nó, có nghĩa là một vị tướng hay một vị chỉ huy cao cấp trong quân đội. Những mắt lưới lớn xếp khăng khít với nhau làm mình liên tưởng đến những bộ áo giáp của hiệp sĩ châu Âu thời Trung Cổ trong những bộ phim như là Lord of Rings hay là Game of Thrones. Mido luôn lấy cảm hứng cho các dòng sản phẩm của mình từ những công trình kiến trúc nổi tiếng trên thế giới và cảm hứng cho dòng Commander chính là từ tòa tháp Eiffel. Thiết kế kim và cọc số mang chất thép cực kỳ sắc sảo như chính vật liệu đã tạo nên một trong những kỳ quan của thế giới hiện đại. Các chi tiết này đều được hoàn thiện rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng với những đường cắt dễ dàng bắt sáng khi nhìn nghiêng, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt. Trong đêm thì mặt số cũng sẽ rất nổi bật như kinh đô ánh sáng Paris nhờ cọc số và kim đều được phủ dạ quang. Form vỏ cũng là nơi mà Mido thể hiện những chi tiết lấy cảm hứng từ Eiffel. Vành benzen được thiết kế thoải cùng với mặt kính nổi cắt kim cương tạo nên dáng vươn cao của tòa tháp. Phía cạnh bên, các bạn có thể thấy ở đây, phần được vắt cong ở dưới gợi lên vòng thép ở phía chân tháp. Quả thật thì các nhà thiết kế của Mido rất là tinh tế và khéo léo ở điểm này. Cuối cùng thì không thể không nói về bộ máy của chiếc Commander này. Nó sử dụng máy caliber 80 với dây tóc bằng silicon cho thời lượng chữ code lên đến 80 giờ với khả năng chống sốc và chống nhiễm từ vượt trội như mình đã từng giới thiệu ở mẫu Pixel Pilot cách đây không lâu. Nhờ đó mà chiếc đồng hồ này đạt chứng chỉ chronometer danh giá với độ chính xác cao gấp 3 lần tiêu chuẩn của những đồng hồ cơ Thụy Sĩ thông thường. Và để cho các bạn có một cảm nhận rõ hơn chiếc đồng hồ này, mình sẽ thử lên tay cho các bạn nhé. Cảm giác rất tuyệt, dây Milanese lên tay rất là thoải mái và kiểu khóa trượt này giúp cho các bạn có thể dễ dàng điều chỉnh phù hợp với mọi chu vi cổ tay. Chiếc này có mức chống nước khá tốt là 5 ATM, đủ để bạn mang đi tắm và dĩ nhiên là đi cùng với mặt kính sapphire nguyên khối nữa. Size mặt 42mm, hơn một chút so với phiên bản trước. Nhưng theo mình thì rất phù hợp với kiểu dáng mạnh mẽ của chiếc đồng hồ này. Size tay của mình là 16,5mm và đeo vẫn rất là đẹp. Các bạn có thể thấy ở đây, độ dày của chiếc này thì cũng không quá nhiều. Rất là thoải mái ngay cả khi là mặc sơ mi. Còn cảm nhận các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cùng với Duy Anh nhé. Và nếu yêu thích mẫu đồng hồ này, hãy đón xem bài đánh giá chi tiết của mình trên đồnghoduyanh.com hoặc đến Duy Anh Lotte 54 liệu dai để tự tay trải nghiệm nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và nếu các bạn thấy thú vị, hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Duy Anh để tiếp tục đón xem những video hấp dẫn nhé.